Năm anh cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục năm anh kính mời quý vị theo dõi phần 2 của cuộc phỏng vấn đặc biệt luật sư Trần Kiều Ngọc do Thanh Trúc thực hiện. Theo luật sư đó, người trẻ hải ngoại đó còn có thể làm gì hơn nữa ngoài cái vấn đề nhân quyền? Người trẻ hải ngoại còn có thể làm gì hơn nữa để mà gọi là đóng góp cho cái sự phát triển của Việt Nam bởi vì um, mọi người đều nói rằng là Việt Nam là một trong những nước mà đang phát triển rất là nhanh về kinh tế ở trong khu vực và điều đó là đã được chứng minh thì ngoài cái vấn đề nhân quyền người trẻ ngoài nước, ở ngoài còn có thể làm gì hơn để mà dạ vâng dạ. À, thưa chị em nghĩ rằng là cộng đồng người Việt hải ngoại chúng ta đó À, hiện giờ thì uh, đang ở, theo như em nhận thấy thì cộng đồng chúng ta đang nằm ở trong một cái giai đoạn là đang uh, là phát triển cộng đồng và và phát huy văn hóa và lịch sử của chúng ta bởi vì đa số là người việt chúng ta ở đây đã thành công rất là nhiều sau nhiều năm tháng chúng ta ổ, ổn định ở một cái đất nước tự do uh, cái khó khăn mà em nhìn thấy đó tuy nhiên song song bên cạnh đó đó là uh, người trẻ ở hải ngoại và rất là nhiều phụ huynh mà em biết à, họ có một cái mối quan tâm là giới trẻ ở hải ngoại đã dần già sau à, sau cái 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 sự thành công đó thì tiềm ẩn là à, cái cái một cái điều là người trẻ ở hải ngoại cũng đang từ từ xa dần quê hương cội nguồn à, cho nên để mà à, kêu gọi giới trẻ hải ngoại để mà dấn thân để mà đóng góp cho quê hương Việt Nam của chúng ta em nghĩ rằng cái chuyện đó à, hiện giờ nó cũng đang rất khó khăn chứ không phải là một chuyện dễ thì uh, theo như em nhận thấy rằng cái việc đầu tiên mà giới trẻ tại hải ngoại có thể đóng góp cho quê hương việt nam chúng ta là việc đầu tiên các bạn có thể làm những cái việc rất là gần gũi và đơn giản nhất đó là các bạn làm sao tìm hiểu về nguồn gốc quê hương cội nguồn của chúng ta tìm hiểu về lịch sử việt nam và đi từng những cái bước nhỏ như là dấn thân tham gia vào những cái sinh hoạt cộng đồng văn hóa tại ngay địa phương của mình uh, đó là cái việc trước tiên các bạn có thể làm và nếu mà các bạn có thể đi xa được hơn nữa để đóng góp cho uh, vấn đề quê hương uh, nhân quyền của đất nước Việt Nam đó thì em nhận thấy rằng là uh, chỉ có uh, nếu mà nói cho đúng ra đó thì em có một cái cảm nhận khi mà em đi khắp nơi đó là là cái cái hành trình đấu đấu tranh của chúng ta đó là đa số chỉ có người Việt chúng ta uh, ở hải ngoại những người mà còn đang trên cái hành trình công cuộc đấu tranh đó mới biết rõ về cái tình hình uh, bị uh, uh, vi phạm nhân quyền ở việt nam thôi đa số đó là người dân ở ngoại quốc hay là những người dân địa phương sống ở mỹ ở úc châu đó họ không biết nhiều lắm về vấn đề uh, những gì đã xảy ra trên quê hương của chúng ta ngoài cái bề mặt nội về du lịch uh -huh vì vậy mà em nghĩ rằng là giới trẻ hải ngoại có thể làm những cái chuyện rất là đơn giản là một khi các bạn đã dấn thân các bạn đã tìm hiểu về quê hương cội nguồn đã hiểu về lịch sử của mình đó thì cách đơn giản nhất trước khi mà các bạn có thể trước khi các bạn có thể tham gia vào các tổ chức đấu tranh đó thì việc đầu tiên ai ai cũng có thể làm được đó là khi mà mình có bạn bè là người, người dân bản xứ hay là người úc người mỹ cả luôn những khi mà mình đi làm hay là nếu mà các bạn có khả năng viết trên Facebook hay là các bạn có khả khả năng viết blog hay bất cứ cái gì đó thì mình chia sẻ những cái thông tin sự thật đang xảy ra trên quê hương của mình với các bạn của mình là người úc hay người mỹ hay người canada và luôn cả trong uh, 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 trong cái, cái cái văn phòng làm việc của mình thì em nghĩ đó là cái cách thức mà nó đơn giản mà hữu hiệu nhất và ai cũng có thể làm Yeah. À, lại một câu hỏi nữa khá là tế nhị đối với luật sư Trần Cường Ngọc, à, thưa cô trong cái việc mà làm thế nào để mà thúc đẩy Việt Nam phải cải thiện về vấn đề nhân quyền, dạ yeah. hay là cải thiện những cái xấu cái ác làm sao trong xã hội như cô nói để chống lại đó thì là theo cô đó là cái vai trò mà mình có thể nói là chính cái vai trò nòng cốt đó là người trẻ ở hải ngoại hay là người trẻ ở trong nước, yeah. theo cô À, thưa chị em thấy rằng là à, cái, cái 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 câu trả lời đó nó nó không có thể chỉ dựa vào một hay hai yếu tố được à, làm sao để mà mình cải thiện về vấn đề nhân quyền ở việt nam à, đúng không chị dạ à, thú thật với chị thì em nghĩ rằng là à, riêng đối với em đó là cộng sản việt nam đó họ không thể nào cải thiện hay là họ có thể thay đổi được mà em chỉ nghĩ rằng là cái đảng cộng sản việt nam nó phải hoàn toàn phải bị dẹp bỏ À, được dẹp bỏ thì, <laughs> thì đúng hơn à, bởi vì em nghĩ rằng là trong trong suốt chiều dài lịch sử thì mình thấy rằng là cộng sản Việt Nam họ không bao giờ giữ lời hứa à, bằng chứng là mặc dù là họ đã ký kết tất cả những cái à, 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 những giấy tờ giấy trắng mực đen hội nghị này hội nghị kia trên quốc tế nhưng mà trên thực tế thì à, họ không bao giờ à, tuân thủ theo tất cả những gì mà họ đã ký kết à, vì vậy mà à, Tuy tuy nói vậy nhưng mà chúng ta vẫn phải nỗ lực để mà gây áp lực với lại các quốc gia sở tại mà chúng ta đang sống và những đất nước uh, tự do trên thế giới để mà khi mỗi lần mà ký kết, kết ban giao bất cứ một cái thương mại gì có lợi giữa đôi bên thì họ luôn luôn phải đặt điều kiện về vấn đề nhân quyền uh, để cho Uh, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ có thể uh, dựa vào những cái điều kiện đó để mà nó giảm thiểu đi về vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam thôi mà tuy nhiên uh, em nghĩ rằng là cái tình trạng mà cải thiện thật sự đó thì em nghĩ là không có chỉ có khi nào mà có một cái biến cố lịch sử xảy ra để chế độ Cộng sản Việt Nam không còn tồn tại trên quê hương của chúng ta thì lúc đó đó thì mình mới mong là trên quê hương Việt Nam chúng ta có nhân quyền thật sự à, Thưa lực sư Trần Kiều Ngọc ngày 30 tháng 4 đã gần kề yeah. đối với người Việt ở hải ngoại uh, nói riêng ở Hoa Kỳ và cũng như các nơi trên thế giới kể cả liên bang Úc châu thì họ đều nói rằng đó là tháng tư đen tháng tư đau buồn yeah. vâng uh, là một người trẻ uh, được hấp thụ cái nền giáo dục ở đây cũng như những người khác ở trong phong trào giới trẻ thế giới vì nhân quyền đó thưa cô rồi um, lớn lên trưởng thành ở đây thì thưa cô uh, cái nhìn cô có thể nói được là cái nhìn của những người trẻ đó về cái ngày 30 tháng 4 cho đến giờ phút này 44 năm, yeah. nó phải như thế nào? Dạ, yeah. à, thưa chị em không thể nào đại diện cho tiếng nói của các bạn trẻ Việt Nam khắp nơi tại hải ngoại được. À, em chỉ có thể xin chia sẻ về cái tâm tư riêng của em đó là ngay từ bé em sang Úc đó em rất là yêu tiếng Việt. À, luôn luôn em cảm nhận được là mình là một người Việt Nam. À, mặc dù là em em rất là cảm ơn nước Úc đã cưu mang Và giúp đỡ cho gia đình em và bản thân em Mọi điều kiện à, sinh sống và theo đuổi những ước mơ của em tại Úc à, Tuy nhiên chưa bao giờ mà em cảm thấy à, Em có được một cái sự hạnh phúc à, trọn vẹn à, Là bởi vì đối với em là à, Cứ mỗi lần ngày 30 tháng 4 trở về Thì à, đó là một cái sự nhắc nhở cho em Đó là một cái biến cố đau thương và đau lòng Và đó là một cái lý do tại sao mà à, Em không có được cái cái, cái 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 vinh dự là người Việt Nam mà không được sinh ra uh, được sinh ra mà không được lớn lên và được phục vụ trên chính quê hương mình uh, em vẫn ước mong là ngày 30 tháng 4 chưa bao giờ uh, xảy ra uh, và em không phải sống một cuộc đời xa xứ uh, và được uh, nói tiếng Việt mỗi ngày uh, uh, nếu mà em được ở trên quê hương mình thì chắc có lẽ là em À, sẽ được sử dụng cái, cái tiếng mẹ đẻ của mình à, mỗi ngày và không có phải dùng một cái ngôn ngữ khác à, cho nên là em cảm thấy rằng là cái ngày 30 tháng4 là một cái ngày mà nó đánh một cái cái cái, cái, cái uh, là một cái dấu ấn uh, uh, đau khổ và tang tóc à, đối với em không những riêng đối với em mà em nghĩ rằng đối với lại tất cả bạn trẻ ở trong nước bây giờ đang là chịu những cái bất công uh, trên quê hương của chúng ta Xin cảm ơn thời giờ của luật sư Trần Kiều Ngọc Và bây giờ thì chúng mình cùng gửi một lời chào trân trọng đến tất cả những người đang theo dõi chương trình này Thanh Trúc sẽ trở lại với quý vị trong chương trình tới Cảm ơn sự theo dõi của quý vị Dạ, Kiều Ngọc xin cảm ơn tất cả cô chú bác, anh chị em đã lắng nghe buổi nói chuyện ngày hôm nay của Kiều Ngọc Xin chúc tất cả mọi người có được sự an bình Xin cảm ơn quý vị và em cảm ơn chị Thanh Trúc Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Kính mời quý vị đón xem Bản tin Hoa Thịnh Đốn vào lúc 8 giờ tối, giờ Hoa Thịnh Đốn từ thứ hai đến thứ sáu trên SBTN. Mọi liên lạc với ban biên tập xin email về Washington DC at sbtn tv Nam Anh xin kính chào và kính chúc quý vị có được một buổi tối bình an bên người thân và gia đình. Trân trọng kính mời quý chức sắc, trước việc bàn trị sự cùng đồng đạo, vui lòng đến tham dự lễ an vị Thánh tượng Thiên Nhãn tại Thánh thức cao đài Nashville vào lúc 12 giờ trưa ngày 17 tháng 3 năm kỷ hợi, tức ngày Chủ nhật 21 tháng 4 năm 2019 tại Thánh thức cao đài Nashville 11263 Old Nashville Highway, Smyrna, Tennessee 37167. Sự quan tâm và tham dự của Chư Hiền Huynh, hiền tỷ rất cần thiết để cùng nhau cầu nguyện cho nền đại đạo được hoàng khai nơi hải ngoại trân trọng kính mời